Thấy bé gái ngồi trước hiên nhà, hàng xóm có hành động vô tư khiến người mẹ một phen thót tim. Giữa trời trưa đứng nắng, một bác hàng xóm trong lúc đi ngang qua nhà thấy bé gái đang đứng một mình nhìn ra đường. Cửa nhà thì rộng mở, hàng xóm thì vô tư. Bác gái chạy vào vỗ vỗ tay hỏi bé gái muốn đi chơi không. Bình thường bé rất nhát người, gặp người lạ là tìm chỗ trốn. Thế nhưng hôm nay bé gái lại dạng dĩ lạ thường, còn đưa tay ra gọi bà tới bế. Thấy bé gái cũng muốn đi chơi, bác hàng xóm phấn khởi chạy tới, bế cháu lên rồi bỏ đi, không nói với người nhà một câu nào. Đến khi phát hiện mất con, người mẹ đã tá hỏa chạy đi tìm như con thiêu thân khắp làng khắp xóm. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được không ít đánh giá chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng trong nhà có trẻ con, nhưng cửa nhà lại vô tư mở, để cho người lạ có thể tùy ý ra vào, thậm chí bế mất con gái đi, trong khi người mẹ trong nhà lại không hay không biết. Mặc dù vẫn có người cho rằng ở quê các bà hàng xóm quý trẻ con nên hay sang nhà để bế cháu đi chơi, đi chợ. Thế nhưng trước tình hình xã hội phức tạp hiện nay, nhất là sau vụ cháu bé 2 tuổi bị giúp việc bắt đòi tiền chuộc ở Hà Nội, đây như một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, không nên để con một mình và ở nhà thì nên khóa cổng cẩn thận để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Một số bình luận của dân mạng để lại: gần nhà mình có thằng bé 2 tuổi hay lang thang ngoài đường chơi tới 9 giờ tối. Tôi thấy thế bế vào nhà cất, 9 giờ 30 ba mẹ tá hỏa đi tìm, sợ thật chứ. Con nhà tôi nó lên xe đi với hàng xóm ăn cổ, báo cả nhà đi tìm hết mấy cái ao, đang thuê máy bơm thì hai cô cháu nhe nhe về, u là trời. Ở quê các bà yêu quý trẻ con lắm nên vô tư như cháu mình ấy. Kiểu này mà mấy người bắt trẻ con đi ngang là tiêu luôn chị ơi, hối hận cả đời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.